28 Tết bọn em có mặt tại gia đình và có bàn giao cho gia đình nhà mình một siêu phẩm bằng gỗ hương đá tần thủy hoàng cột 14 10 món, và sau thời gian bọn em chế tác theo yêu cầu của anh thì hôm nay bọn em bàn giao, thì anh cho em xin một chút ý kiến về cái bộ sản phẩm bọn em bàn giao cho anh, nó có được hợp ý không ạ? Vâng. Thay mặt gia đình thì xin được cảm ơn đồ gỗ Thanh Luân nay ra một bàn ghế đến cho gia đình, và em rất ưng ý bộ bàn ghế. Tại vì em xét thì thật sự bộ này cực kỳ đẹp. Dạ. Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày 28 tháng Chạp, 28 Tết năm 2019, chuẩn bị bước sang năm 2020. Đồ gỗ Thanh Luân tôi đang có mặt tại gia đình nhà anh Trương, anh đến từ xã Gia Hòa, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Thanh Luân vừa bàn giao cho gia đình hai bác và anh Trương một siêu phẩm bộ bàn ghế tần thủy hoàng cột 14, gồm có 10 món hàng siêu VIP luôn, siêu khủng luôn. Và bộ sản phẩm trên Thanh Luân đã kê vào đúng không gian vị trí của gia đình và đại gia đình. Ngày Tết là rất chia đông vui, đang ngồi hưởng ngoạn bên bộ bàn ghế của đồ gỗ Thanh Luân, siêu phẩm đỉnh cao đẳng cấp thương hiệu đồ gỗ Thanh Luân. Còn trên mình khách đang thấy đây là anh Trương, anh là chủ gia đình và đồng nghĩa cũng là anh là chủ nhân của bộ sản phẩm của đồ gỗ Thanh Luân và đã bàn giao một siêu phẩm mang thương hiệu đồ gỗ Thanh Luân cột 14, hàng siêu đẳng cấp đỉnh cao cực kỳ là dày. Đấy, hàng này là cột liền, ván mặt 2 phân, khuôn mặt dày 4 phân. Toàn bộ vách tựa được đục chạm thủ công, và trong cái video clip trước chúng tôi cũng đã giới thiệu tại cửa hàng đồ gỗ Thanh Luân lúc còn đang trưng bày tại cửa hàng khi hoàn thiện xong. Ngày hôm nay bây giờ chúng tôi đang hoàn thiện và bàn giao cho gia đình. Ngay lúc này đây thì gia đình đang rất phấn khởi về cái bộ sản phẩm của đồ gỗ Thanh Luân, rất chi là phấn khởi. Đây là siêu phẩm, và anh Trương anh cũng theo dõi chúng tôi rất chi là lâu, và sau thời gian dài anh quyết định với đồ gỗ Thanh Luân để đặt hàng cái bộ sản phẩm này. Và trên mình quý vị đang thấy đây là bác chủ nhà thân sinh là anh Trương, là gia đình đang rất phấn khởi về cái sản phẩm của đồ gỗ Thanh Luân. Hôm nay ngày 28 Tết rất đẹp, rất đỉnh cao. Vâng, ngày hôm nay chúng tôi đang có mặt tại gia đình nhà anh Trương, và sau đây thì Thanh Luân sẽ cùng quý khách đi tham quan một vòng cái không gian phòng khách của gia đình. Vâng, xin mời khách cùng theo dõi, và mọi người đừng quên đăng ký kênh của đồ gỗ Thanh Luân để liên tục nhận được thông báo mới nhất về các sản phẩm tôi cập nhật hàng ngày. Và đầu xuân năm mới, Thanh Luân xin kính chúc toàn thể quý hàng một năm mới an khang thịnh vượng và vạn sự như ý, và chúc quý khách hàng năm mới tràn đầy năng lượng và hái được nhiều thành công. Vâng, chúng ta tiếp tục theo dõi. Vâng, cả nhà cứ ngồi đi ạ. Vâng, trên màn hình khách đang thấy đây, bộ nội thất mà Thanh Luân bán ra gia đình nó rất chi là vừa vặn với không gian của gia đình, rất chi là đẹp, rất đẳng cấp. Và chúng ta sẽ cùng đi gần lại chỗ anh Trương. Bác đây, đây là siêu phẩm mang thương hiệu của Thanh Luân. Và ngày hôm nay đội ngũ anh em thợ chúng tôi là cũng phải đi rất đông, bởi vì rất này buổi này rất nặng. Được cũng là có may hôm nay gia đình rất đông người hỗ trợ đội ngũ Thanh Luân. Phía sau gia đình như là không gian phòng thờ, thiết kế cũng rất chi là đẹp, siêu phẩm. Và riêng chiếc đoạn dài này là dài tầm độ khoảng phù bì trên dưới 3 mét, siêu đỉnh cao luôn. Và hôm nay Thanh Luân bàn giao cho gia đình, thì bây giờ Thanh Luân xin đi vào gần chỗ anh Trương và xin anh Trương một chút ý kiến về cái sản phẩm bọn em đã bàn giao cho anh. Em chào anh, hôm nay bọn em rất vui khi được ngày 28 Tết bọn em có mặt tại gia đình và có bàn giao cho gia đình nhà mình một siêu phẩm bằng gỗ hương đá tần thủy hoàng cột 14 10 món, và sau thời gian bọn em chế tác theo yêu cầu của anh thì hôm nay bọn em bàn giao, thì anh cho em xin một chút ý kiến về cái bộ sản phẩm bọn em bàn giao cho anh, thì nó có được hợp ý không ạ? Thay mặt gia đình thì xin được cảm ơn đồ gỗ Thanh Luân nay ra một bàn ghế đến cho gia đình, và em rất ưng ý bộ bàn ghế. Dạ, vâng. Vâng, anh ra ngoài ra thì anh còn có cái lời nhận xét nào về cái bộ bàn ghế của Thanh Luân bọn em bàn giao cho anh không ạ? Tại vì nhận xét thì thật sự bộ này cực kỳ đẹp. Dạ, vâng, anh cũng hơi ngại một chút. Vâng, thì em thay mặt đồ gỗ Thanh Luân xin chân thành cảm ơn anh.
Vâng, xin cảm ơn anh và thay mặt Thành Luân thì em xin kính chúc anh và đại gia đình hai bác và đại gia đình nhà mình sang năm mới là vui vẻ và hạnh phúc và năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý ấy. Và chúc gia đình nhà mình phát tài phát lộc. Và cảm ơn bác và anh ạ. Và ở đây cách đang thấy trên màn hình đại gia đình vẫn đang ngồi hưởng ngoạn cái bộ sản phẩm của thành phố Thành Luân. Gia đình rất là phấn khởi với bộ sản phẩm trên. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ với Thành Luân theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Và thay mặt Thành Luân xin chân thành cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi. Và một lần nữa Thành Luân xin khách nếu yêu quý đồ gỗ Thành Luân thì hãy đăng ký kênh Thành Luân để tiếp tục cập nhật các sản phẩm chúng tôi đang hàng ngày. Và xin chào, hẹn gặp lại. Và đầu xuân năm mới, và lần nữa Thành Luân xin kính chúc mọi người năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và xin chào.